vấn: vì sao từ lúc quyết định tu tập, tôi lại thấy cuộc đời mình gặp nhiều chuyện phiền não, khổ nạn quá? Đáp: người tu mà chịu nhiều khổ hạnh là nét chạm trổ thêm sinh. Phải chịu khổ hạnh nhiều, khảo đảo nhiều và vượt qua được các điều ấy thì mới xứng đáng với các giá trị của đạo quả nơi cõi hằng sanh. Từ khi người tu bắt đầu có ý định quyết tâm thực hiện con đường giải thoát, thế lực tà quái sẽ tìm đủ mọi phương cách để ngăn trở, dụ dỗ và đe dọa, làm cho người tu phải bỏ đường chánh đạo mà theo tà đạo. Vì nếu người này tu thành chánh quả thì thế lực tà quái sẽ lại có thêm một đối trọng và mất đi một phần tử. Thêm vào đó, chúng sinh nào lúc sống ở thế gian làm nhiều điều bất thiện, thương sinh hại lý, chúng sinh đồ tháng, thì tự nhiên ở nghiệt cảnh đài, nơi cõi vô hình sẽ có tên mình. Do nhiều linh hồn chúng sinh từng bị mình hại, đến đây kêu oan, kiện cáo. Cho nên, nghiệt cảnh đài ở cõi vô hình là nơi có các oan hồn đã từng có oán hận với ta từ tiền kiếp đến nay, đang chờ đợi ta chết để thanh toán các mối nợ ấy. Để rồi, khi một người tu đã quyết chí tu, thì khả năng người này thoát khỏi luân hồi rất cao. Vì thế, từ thiên đình sẽ có chiếu chỉ truyền xuống đây. Chiếu chỉ này bảo với các oan hồn ấy hãy lo tranh thủ đến trần gian thanh toán các mối nợ hoặc đi đầu thai chuyển kiếp. Nếu không thì người này thoát được luân hồi sẽ không thể trả được các món nợ, đứng chờ nơi đây cũng vô ích. Các oan hồn sẽ có hai lựa chọn, một là đi đòi nợ ngay lập tức, hai là đi đầu thai chuyển kiếp, chứ không đứng nơi đây chờ đợi người này chết nữa. Thường thì họ chọn cách đầu tiên, có nợ thì phải đòi, thế là người tu phải chịu khảo đảo từ nhiều phía, thế lực tà quái lẫn các chủ nợ của mình. Phải như vậy thì mới đúng luật công bình của thiên điều. Các khảo đảo sẽ trở nên ngày càng khốc liệt, dồn dập tới tấp, nhằm đánh đổ người tu bằng nhiều hình thức: tai nạn, bệnh tật, bị xung quanh đối xử không tốt, người thân trong gia đình bị tai nạn, bệnh tật, buộc người tu phải chìm đắm trong luân hồi mà chịu khổ. Khi người tu có ý chí kiên định, biết dùng tình thương yêu và công chánh để vượt qua các thử thách này và hướng tâm về đạo pháp, thì khi ấy, các loài tà quái theo quấy rối lẫn các oan hồn có oan khiên với người tu sẽ chán nản mà bỏ cuộc, hoặc là khi đòi hết nợ thì chúng sẽ bỏ đi. Có những người tu đức hạnh cao trọng, có thể cảm hóa được tà quái và các oan hồn chủ nợ của mình. Khi ấy, tà quái và oan hồn sẽ kính phục đức độ, đạo hạnh cao thâm của người này mà trở thành lực lượng ủng hộ, giúp đỡ cho người tu, để cho bản thân thế lực tà quái và oan hồn có điều kiện gần gũi người có đạo đức cao trọng mà học hỏi về trí thức tinh thần, đạo đức, tình thương yêu mà trở nên tốt đẹp để thoát khỏi luân hồi, lập vị nơi cõi thiên liêng, nâng cao sự tiến hóa trên phẩm vị linh hồn. Tóm lại, việc cần làm đó là những ai đã quyết chí trên con đường trở về nguồn cội cần mở rộng lòng mình bằng tình thương yêu, công chánh mà chào đón các thử thách của những người bạn đặc biệt của chúng ta. Khi làm được điều đó, ta sẽ giúp đỡ được cho nhiều anh em chưa được tiến hóa về trí thức tinh thần, đạo đức, còn mang vô minh, thù hận trong lòng, được thấy ánh sáng của tình thương yêu mà chính Thượng Đế đã ban cho chúng sanh, các con cá thương yêu của người. Mở rộng vòng tay yêu thương với sự chân thành và đạo đức để tiếp nhận thử thách, ta sẽ có thêm được nhiều người anh em thiện lành trong gia tộc thiên liêng đó vậy.